Theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, thất tình là một trạng thái không được đáp lại tình cảm, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, dẫn đến tình trạng cô đơn, hoang mang và đau khổ về cảm xúc. Theo nhận định của hội FA thì thất tình là tình trạng có khả năng rất cao để trở thành một thành viên chính thức và lâu dài của hội. Chàng thiếu gia Giang Thánh Trác đang được cầm trong tay vé mời tham gia vào hội FA nhờ công sức của nàng tiểu thư chanh chua Lạc Hy. Người đời có câu, người trong cuộc thì u mê, quả không sai khi mà nàng chẳng thể nhìn ra tình cảm của kẻ phong lưu giả kia. Còn kẻ tự mình diễn trò phóng đãng thì giờ tự lãnh kết cục, người đa tình bị kẻ vô tình làm phiền muộn. Nào, còn chần chờ gì nữa, cùng bắt đầu chương 15 nào. Dọc đường, Giang Thánh Trác cứ thế dồn sức dẫm vào chân ga, không biết đã lái xe đến nơi nào, sau đó bực tức đấm mạnh vào vô lăng. Anh châm một điếu thuốc, trong lòng bực dọc khó chịu, hút được vài hơi thì vứt ra ngoài cửa xe, bắt đầu gọi điện thoại. Tối nay ra ngoài uống rượu đi. Diệp Tử Nam trả lời một cách bình thản, ung dung. Tối nay mình phải đi ăn cơm với bạn gái, không rảnh để tiếp cậu. Có bạn gái thì ghê gớm sao? Anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng? Cậu như quyết bắt mình nói ra sao? Giang Thánh Trác lại châm một điếu thuốc, cắn trong miệng, nói một cách mơ hồ không rõ ràng. Nhất định phải nói. Được rồi, phụ nữ. Cậu nói cái gì? Phụ nữ quan trọng. Diệp Tử Nam, cậu nói lại lần nữa xem. Bất luận có nói bao nhiêu lần mình đều có đáp án này. Phụ nữ quan trọng. Họ Diệp kia, cậu được lắm. Sớm muộn gì cậu cũng chết trong tay đàn bà thôi. Nói xong, anh thô bạo tắt máy, sau đó chọn một số điện thoại khác, bắt đầu gọi. Tiếng chuông nhàm chán vừa cất lên, Tiểu Tử Uyên đã nhấc máy. Giang Thành Trác nịnh nọt hỏi. Chỉ huy bộ, người đầy tớ của nhân dân, mời mình uống rượu đi. Tiểu Tử Uyên im lặng một hồi lâu, không khí xung quanh dường như rất yên lặng, chỉ thưa thớt có tiếng lật giấy. Một lúc sau anh ta mới hạ thấp giọng, từ chối một cách đơn giản rõ ràng. Đang họp. Tổng giám đốc Thần, tối cùng đến Happy không? Thì Thần có lẽ là người nhàn nhã nhất. Tối nay mình có hẹn với cậu chủ Trần rồi, cậu cùng đến đi. Không đi, gặp họ là thấy đau đầu. Cậu làm sao vậy? Cứ như bị bạn gái đá vậy. Bị Thì Thần nói trúng tim đen, Giang Thành Trác nghiến răng nghiến lợi trả lời. Bị con gái chỉ vào mũi mắng chửi đúng hơn. Ai dám mắng cậu vậy? Mắng cậu cái gì? Điều duy nhất mình có thể nghĩ đến có lẽ là mắng cậu quấy rối. Muốn biết phải không? Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, có câu nào nhất định mình sẽ trả lời hết. Thì Thần bị câu nói nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy dọa cho giật nảy mình, nghĩ chắc là có chuyện gì thật, liền đồng ý. Giang Thánh Trác nhìn giờ vẫn còn sớm, liền lái xe về công ty. Đỗ Kiều thể hiện thái độ kinh ngạc với vị cấp trên giờ này có mặt ở công ty. Giang Thánh Trác đi qua văn phòng của cô, gõ lên mặt bàn. Vào đây nói cho tôi biết lịch trình của tuần sau. Đỗ Kiều ngay lập tức cầm tập tài liệu và mấy văn kiện bên cạnh mình, đi theo sau Giang Thánh Trác vào văn phòng. Giang Thánh Trác đứng trước cửa sổ, hơn một nửa cảnh sắc thành phố thu vào tầm mắt. Anh quay lưng về phía Đỗ Kiều, mở rộng cửa sổ, gió tràn vào phòng thổi phập phồng chiếc áo sơ mi của anh. Đỗ Kiều cảm thấy hôm nay Tổng Giám đốc Giang không được bình thường, nhất thời không dám lên tiếng. Một lúc sau, Giang Thánh Trác vẫn quay lưng về phía cô, mở lời. Nói đi. Đỗ Kiều mở tập tài liệu ra, bắt đầu đọc. Phó Tổng Giám đốc của Tường Duyệt hẹn anh đi đánh gôn. Tổng Giám đốc Thẩm của Phi Đạt gọi điện thoại đến muốn gặp mặt anh. Trưởng phòng Ngân hàng Ngô cũng đã hẹn trước vào lúc 10 giờ sáng thứ 2 tuần sau. Buổi đấu giá mảnh đất ở phía Tây sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều thứ 4 tuần sau. Hội nghị mà anh đã dặn dò đã thông báo cho chủ quản của các bộ phận. Còn nữa, có một tiểu thư họ Mạnh gọi điện đến tìm anh. Tôi nói anh không có ở đây. Cô ấy lại xin số điện thoại của anh. Tôi không cho. Giang Thánh Trác hóng gió một lúc. Vậy mà những câu kiểu Lạc Hy nói vẫn không bị gió thổi bay đi, vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu óc. Cô ấy nói cô ấy khiến anh thấy ghê tởm. Anh đã làm gì khiến cô ấy phải nói ra câu này? Cô vô duyên vô cớ bực tức với anh. Anh còn chưa tính, lại còn bài xích anh. Dường như từ sau khi Mạnh Lai về nước, cô ấy bắt đầu cáu kỉnh không yên. Mạnh Lai. Trong đầu anh dường như đã vẽ ra được đáp án, nhưng anh không ngừng đè nén hoang tưởng trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo, tự thầm nhủ với lòng mình. Giang Thánh Trác, mày nghĩ nhiều quá rồi. Anh tự nhận mình nắm rõ tâm lý phụ nữ trong lòng bàn tay.
nhưng tất cả lý luận và thực tiễn của anh áp dụng đối với Kiều Lạc Hy thì cái nào cũng không được. Thật không biết cô ấy có phải là con gái không nữa. Đỗ Kiều nhìn sếp hai tay nắm chặt trên tấm kính pha lê sáng bóng, lại thở dài lắc đầu. Không biết anh ta có nghe thấy lời cô nói hay không, nhẹ nhàng gọi: "Tổng giám đốc Giang." Giang Thành Trác yên lặng một hồi rồi nhanh chóng quay lại ngồi vào bàn làm việc. "Nói với Phó Tổng Giám đốc Trần, gần đây tôi rất bận, giúp tôi từ chối không gặp. Cuộc gặp với Tổng Giám đốc Thẩm sắp xếp vào chiều thứ hai. Nói với ông ấy là ông ấy chỉ có thời gian nửa tiếng đồng hồ. Tài liệu của buổi đấu giá và hội nghị cứ chuẩn bị theo những gì tôi đã nói lần trước, xong thì chuyển cho tôi. Còn về cái cô họ Mạnh đó, sau này cô ta còn gọi điện đến thì cứ nói là tôi không có ở đây." Đỗ Kiều còn tưởng những gì cô vừa nói là phí công rồi, đang định nhắc lại một lần nữa, không ngờ Giang Thánh Trác nghe không sót chữ nào. Cô nhớ kỹ lời dặn dò của Giang Thánh Trác rồi, đặt mấy tập văn kiện lên mặt bàn. "Ở đây có mấy văn kiện cần có chữ ký của anh, không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài." Giang Thánh Trác gật đầu, cầm văn kiện lên, chau mày đọc một cách tỉ mỉ. Khi Đỗ Kiều quay người khép cánh cửa văn phòng, liền nhìn kỹ người đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu đọc văn kiện, đưa ra kết luận: "Tổng giám đốc Giang hôm nay rất không bình thường. Mặc dù bình thường anh làm việc rất nghiêm túc, thủ đoạn phi thường, nhưng với trình độ hưởng thụ cuộc sống của anh, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở công ty trong kỳ nghỉ phép. Hơn nữa, trước khi nghỉ phép, anh đã sắp xếp công việc đâu ra đấy cả rồi. Lịch trình của tuần sau hoàn toàn có thể đợi hết kỳ nghỉ mới cần cô báo cáo." Mặc dù cô tò mò, nhưng cũng hiểu quy tắc giang hồ, hiểu đạo lý, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, nhanh chóng đóng cửa bước ra ngoài. Giang Thánh Trác lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, sau đó để xe lại đi bộ một lúc, nhìn thấy một tứ hợp viện. Trong ánh chiều hôm mờ tối, những ngọn đèn rực sáng ấm áp. Anh gõ cửa, một lát nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, liền nấp vào bóng tối bên cạnh. Một người phụ nữ đã đứng tuổi ra mở cửa. Giang Thánh Trác đột ngột nhảy ra từ bên cạnh, cười tươi ôm lấy bờ vai người phụ nữ. "Mẹ Chu." Người phụ nữ có vẻ đã quá quen với mấy trò này của anh, không bị dọa, còn đập anh mấy cái. "Cách thẳng, từ nhỏ đã nghịch ngợm gây chuyện, lớn rồi mà vẫn còn như vậy." Giang Thánh Trác cười ha ha, giúp bà đóng cửa, níu lấy bờ vai bà đi vào trong sân. "Thì thần đến chưa ạ?" "Đến lâu lắm rồi, vừa nãy còn nhắc con, sao không thấy con đến?" "Hơi bị tắc đường một chút, mẹ Chu, con muốn ăn sữa tươi chiên." "Sữa tươi chiên chẳng phải món con bé Lạc thích ăn sao?" "Đúng rồi, sao con không đưa nó cùng đến? Mẹ đã lâu lắm không gặp nó rồi." Giang Thánh Trác đang phiền não, sao mình lại gọi món đó? Chau mày. "Người ta thiên kim đại tiểu thư, đâu có thèm chơi với con. Không biết là đã đi đâu chơi rồi." "Lại cãi cọ nhau rồi. Hai đứa này, từ nhỏ cứ suốt ngày cãi vã nhau." "Không sao đâu, con bé ấy tốt bụng lắm, qua vài hôm là không giận nữa đâu. Mau vào đi, mẹ đi làm cho mấy đứa vài món ngon. Ông nhà hôm nay vừa câu được cá, hãy còn tươi lắm." Giang Thánh Trác đẩy cửa bước vào, bất ngờ nhìn thấy hai người khác đang cùng Thi Thần ngồi uống trà nói chuyện. Anh bước đến ngồi xuống, liếc mắt mỉa mai Diệp Tử Nam ngồi bên cạnh. Diệp Tử Nam dường như chẳng quan tâm đến mấy lời độc địa của anh, cười vô cùng đắc ý. "Cậu ghen tị với mình chứ gì?" Giang Thánh Trác lại khinh bỉ nhìn Tiêu Tử Uyên phía bên phải. "Đây chẳng phải là chỉ huy trưởng Tiêu sao? Sao? Phục vụ người dân xong rồi à? Nhớ đến mình rồi à?" Tiêu Tử Uyên ở trong giới chính trị đã nhiều năm, quả nhiên cũng là một người không chịu nghe lời. Nhưng thu lại dưới vẻ điềm tĩnh cũng có thể dọa người. Một ánh mắt liếc qua, Giang Thánh Trác liền im bặt. Thi Thần ở bên cạnh cầm tách trà vừa uống vừa cười. Giang Thánh Trác liếc cậu ta một cái. Thi Thần cười trên nỗi đau của người khác. "Nói đi cậu chủ Giang, hôm nay cậu khó ở chỗ nào?" Giang Thánh Trác không nói gì, cầm chai rượu trên bàn rót đầy một cốc, chau mày uống cạn. Diệp Tử Nam cong cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. "Này, cái này là được tặng đặc biệt đấy. Nhìn cậu uống trâu bò như vậy mình xót lắm đấy." "Kỳ lạ thật đấy, Diệp Tử Nam. Sao dạo gần đây cậu cứ đá xoáy mình đấy? Chẳng qua lần trước mình chỉ đùa với Túc Kỳ mấy câu. Cậu có cần phải thù dai vậy không?" Diệp Tử Nam rót cho anh một cốc trà, lạnh nhạt nói. "Cậu nhớ là tốt rồi, mình luôn thù dai thế mà." Đột nhiên Giang Thánh Trác hỏi một câu. "Các cậu nhìn mình có thấy ghê tởm không?"
Ba người, tôi nhìn anh nhìn tôi, cuối cùng tập trung lại nhìn về phía Giang Thánh Trác, gật đầu mạnh mẽ. Này, mình đang nghiêm chỉnh với các cậu đấy, các cậu làm gì thế hả? Mẹ Chu bê đĩa thức ăn lên, đẩy vào cánh cửa khép hờ, cười hỏi. Ai lại nói con ghê tởm vậy? Đâu có ạ, con đùa với ba người họ cho vui thôi. Mấy đứa cứ ngồi chơi, còn bát canh nữa, mẹ đi xem đã. Sau khi Giang Thánh Trác ngồi xuống, Diệp Tử Nam liền đánh giá anh từ trên xuống dưới. Cô đó là Kiều Lạc Hy nói phải không? Ờ. Cậu làm gì cô ấy vậy? Cưỡng đoạt à? Mẹ nó, cưỡng đoạt thật ấy thì mình còn không thiệt thòi, quan trọng là mình đã làm gì đâu. Tiêu Tử Uyên hai tay ôm ngực. Cậu ấy à, bên cạnh có khi nào thiếu phụ nữ đâu. Bên phải một em, bên trái một em, người ta có thể không thấy ghê tởm sao? Giang Thánh Trác nghe câu nói không phục, nhảy bật dậy. Mình với mấy cô gái đó đâu có xảy ra chuyện gì, ông đây vẫn còn là Sử Nam đấy. Hai tiếng cười đồng loạt cất lên. Tiêu Tử Uyên cố ra vẻ nghiêm túc cũng không thể chịu nổi nữa, nghiêng đầu cười rung cả vai. Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười à? Một thanh âm trong trẻo cất lên. Tiêu Tử Uyên vẫn không nhịn được cười. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có thích cô ấy không? Cậu nói xem. Vậy thì cậu nói đi, mình thấy là khi cũng đâu phải không thích cậu. Cậu đi thổ lộ chưa chắc đã thất bại. Có phải mình chưa nói đâu, bức thư tình năm đó mình tận tay đưa cho cô ấy, kết quả thế nào? Ngày hôm sau cô ấy vứt trả trước mặt các cậu, bên trên còn viết một chữ không thể to hơn, lại còn cả cái ánh mắt khinh bỉ coi thường. Vì chuyện này cô ấy 3 tháng trời không thèm quan tâm đến mình, mình còn dám nói nữa sao? Nhắc lại chuyện cũ, Giang Thành Trác lòng đầy căm phẫn. Diệp Tử Nam cố tình làm ra vẻ không nhớ ra nổi, hỏi Thi Thần. Chữ gì ấy nhỉ? Thi Thần vô cùng hợp tác, mỉm cười trả lời một cách tròn vành rõ chữ. Cút. Ba người lại cười ầm lên, Giang Thành Trác nhảy bật khỏi ghế. Các cậu đến để cười nhạo mình phải không? Còn tí thông cảm nào không vậy? Khi đó, anh suy xét cẩn thận, cuối cùng đã gửi đi bức thư tình đó. Ở trước cửa nhà cô, nhìn thấy cô tươi cười hớn hở từ trong nhà chạy ra trước mặt anh, hỏi anh tìm cô có chuyện gì. Gió nhẹ thổi những lọn tóc bên tai cô mặc sức phô bày nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt rực sáng khiến anh không dám nhìn thẳng, lại không nỡ bỏ qua. Cứng cỏi thu hồi lại nét mặt, lo lắng hốt hoảng nhét vào tay cô lá thư trong tay mình, đỏ mặt chạy đi. Anh hồi hộp thấp thỏm đợi cả một đêm. Ai ngờ giữa tiết học ngày hôm sau, nhìn thấy cô từ xa bước đến, tim đập thình thịch. Kết quả cô lại nhẫn tâm vứt lá thư lên người anh, bước đi không thèm quay lại. Khoảnh khắc đó, cậu bé thiếu niên của năm đó bối rối không biết phải làm sao. Những năm tháng thiếu thời lông bông, hừng hực khí thế, lần đầu tiên biết đau lòng là thế nào. Bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái thích anh, nhưng anh lại chỉ cần có cô ấy, nhưng lại cầu mà không được, ý trời trêu ngươi. Sau hôm đó, Kiều Lạc Hy nhìn thấy anh là rẽ sang lối khác, vừa đi vừa lườm anh, tựa như có mối thù không đội trời chung. Anh thật sự đã đau buồn rất lâu, tự cho là mình đã tự mình đa tình, bồng bột nông nổi. Anh cứ tưởng rằng cô đối với anh sẽ khác, thì ra chỉ là anh nghĩ nhiều mà thôi. Cuối cùng không chịu nổi sự lạnh nhạt của cô, anh chỉ đành giả vờ bình tĩnh chạy đến trước mặt cô, cười cợt nói dối một cách vô tâm. Nói tất cả mọi thứ chỉ là giả thôi, anh chỉ đùa với cô thôi, sau đó dịu dàng xin lỗi cô. Anh không biết rốt cuộc cô có tin hay không, lại không dám hỏi dò. Từ đó về sau, chữ đó anh không bao giờ dám nhắc lại nữa, chỉ đành coi như không có duyên với cô. Anh sợ tâm tư của mình và một phút giây nào đó lại bại lộ, sợ cô nghĩ nhiều sẽ trốn tránh anh, bèn bắt đầu tìm bạn gái bên cạnh cô. Lần nào đi chơi cũng kéo theo một người khác đi cùng, chỉ để có thể được ở bên cô thêm một lúc, để cô không có áp lực. Anh thăm dò nửa đùa nửa thật, cô cũng trả lời rất mực chân thành. Cả đời này không biết đã có bao nhiêu câu thật lòng phải nói ra bằng cách đùa cợt. Ai có thể ngờ một Giang Thánh Trác kiêu ngạo hống hách cũng có những lúc sợ đông sợ tây như vậy. Lần nào ngoài mặt cũng cười nhạo, chế giễu cô, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Anh còn nhớ lúc nhỏ, có lần ông nội bắt gặp anh đứng trên ghế vẽ. Anh tò mò ngây thơ hỏi ông. Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm thiếu, đa tình cước bị vô tình não. Câu này nghĩa là gì ạ?
Ông nội cười, bế anh từ trên ghế xuống. Bé này, đợi sau này cháu lớn lên, thích cô gái nào thì sẽ hiểu thôi. Giờ anh đã hiểu rồi, nhưng ông nội lại không nói với anh. Cảm giác này hóa ra lại đau đớn như vậy. Khi cánh cửa chứa đựng những bí mật trong quá khứ được hé mở, những hình ảnh tràn về trong tiềm thức, từng chút một, những ký ức về tình yêu vừa chớm nở đã sớm tàn do ngốc nghếch trẻ con của cái thời niên thiếu ấy, khi nhớ lại khiến trái tim ta muôn vàn tiếc nuối. Những tưởng tình đầu thơ dài của Giang Thánh Trác là cô nàng nữ tính mạnh lai mà không một ai, đến cả người trong cuộc cũng không biết rằng nữ chính trong mối tình đầu của chàng luôn là nàng, Lạc Hy. Qua lời trêu châm biếm bu vơ của đám bạn chí cốt của mình, ký ức về câu chuyện tình ấy lại hiện lên như một thước phim rõ nét trong tâm trí chàng. Ở đó có vị ngọt, vị chua, vị cay và chẳng thể thiếu vị đau. Ký ức ấy như một vết sẹo đầm sâu trong tim Giang Thánh Trác, chỉ cần một chút gợi thôi, vết thương ấy lại nhói đau, giống như tình yêu ấy vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.我听见有人欢呼，有人在哭泣，走习惯穿梭充满诱惑的黑夜，但却无法忘记你的脸。有没有人曾告诉你，我很爱你？ 有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你，我很在意，在意这座城市的距离？
在这座城市的距离。